Kính chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục buổi clip mới hôm nay, em xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm cũng vừa sưu tầm về nha. Hôm nay em có bộ bàn cẩm lai 8 món nha bà con, hàng cũng vài chục năm nha, rất là đẹp, để giới thiệu với bà con mình và một số món đồ gốm khác nha. Để giao lưu qua số điện thoại em 0772 8772 78. Địa chỉ cửa hàng thì nằm ở cặp quốc lộ 91, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha bà con. Thì em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những clip cũng như là những cái buổi live vừa qua nha. Ở các con bà con mình tiếp tục theo dõi và ủng hộ em trong những thời gian tới. Thì đầu tiên xin giới thiệu với bà con mình mã số 1H, ở một cái bộ bàn gỗ cẩm lai gồm 8 món nha, 2 đôn, 4 ghế đơn, một bằng ghế dài và một bàn dài nha. Nguyên con đều bằng cẩm lai hết, tuổi đời từ 40 năm thôi nha. Ở hiện sẽ đo kích thước từ món báo cho bà con của mình. Đó. Bàn thì có chiều cao em đo 53. Ở mặt bàn em đo mặt trên đó nha là chiều ngang 60. Tổng cái chiều dài cái mặt bàn này thì 140 mũ bì nha. Nếu mà em đo mũ bì bên dưới này nó lên khoảng 146 lần. Nhưng mà em đo cái phần lọt lòng ở trên cho bà con mình nắm thôi. Mình có nhu cầu tham khảo giao lưu á thì em sẽ gửi hình ảnh video hoặc là gửi kích thước đầy đủ cho bà con mình xem mình nắm nha. Trên mặt bàn người ta cẳng cái tích là chim hoa nha, chim hoa nha bà con. Đó, những cái màu vân đó đều là vân tự nhiên 100%. Đó, vân của là cẩm lai 100% nha. Đó, rất là đẹp nha. Đây thì mình nhìn xem. Đó, hàng thì cái màu gỗ thì xưa theo thời gian và năm tháng. Đó, làm tích tình tịch luôn nha bà con. Đó, khá là đẹp. Đó, mình có nhu cầu tham khảo giao lưu thì em cho thợ xì ba đánh bóng lại làm sạch sẽ cho bà con mình. Đó, cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Còn ốc này là ốc xưa theo thời gian, ốc nhà bả chầu. Nói chung ốc này thì không đáng kể lắm nha. Nhưng mà mình xem mà mình cảm nhận. Đó, ốc thì nói chung theo thời gian 5 tháng cẳng chim hoa. Đó, lành lặn và liền lạc nha. Đó, bao cho mình là nguyên con gỗ cẩm hết nha. Cẩm việt mình 100%, hàng này thì tuổi đời khoảng 40-50 năm. Những sản phẩm này nói chung em giao lưu lại của mấy cái nhà từ nhà dân hết nha bà con. Đó, những cái nhà mà vị các thư khách á, người ta xài cũng một thời gian mà xài thành gỗ quýt đó nha. Đó, mình lưu ý mấy cái bộ này mình ra ngoài mình cứ nghiên cứu mình siêu tầm đi. Đó, mình trao đổi đi, giá nó rất là cao nha. Đó, nếu mà mình vào những cái salon lớn á nha, đó, những cái shop lớn to này kia rồi mấy cái bộ cẩm lai như thế này nè, đó, giá lúc nào luôn luôn lúc nào cũng rất là cao nha bà con. Đó, chân là đạm đục đầu lăn chân móng, đó, chân này á, chiều dày ngang của chân này em đo là 10 phân, đó, chân 10 nha. Còn ghế là có 4 cái ghế đơn như thế này nha, ghế có cái chiều cao tổng em đo là 116 củ bì 116 nha. Cái phần lưng này ngang này là em đo tới 76 luôn nè, chiều ngang gọng tay này em đo 73 nha. Đó, chiều sâu ra, chiều sâu mặt này là em đo là nó 57. Từ mặt đất lên vị trí mình ngồi á, là em đo nó 39 và 40 phủ bì nha bà con. Tay này là tay 10 nha, tay này là cột 10 nè, cột này cột 10. Thành này dày phủ bì thì đo em đo lên tới khoảng 8 phân. Đó, bà con mình xem giúp em nha, toàn bộ là cẩm lai hết. Đó, hàng làm tích tình tịch luôn, theo thời gian 5 tháng cây đã khô gáo rồi. Không còn sợ bị nứt xé hay co nhót gì nữa nha, bà con mình lưu ý. Đó, khá là đẹp luôn, mặt giữa nè. Đó, bà con mình xem mấy cái mặt tấm liền của nó luôn đó nha bà con. Đó, gỗ cẩm nha. Đó, dày dặn chắc chắn và cứng cáp lắm nha. Ốc thì nói chung ốc xưa theo thời gian. Đó, mình nhìn ốc là mình cảm nhận được biết cái độ theo thời gian 5 tháng của nó rồi nha. Đó. Đây, bà con mình xem nha. Cái mặt giữa mà ghế mình ngồi là một tấm. Đó, bà con mình nếu mà có nhã ý thì cứ liên hệ kết bạn Zalo giúp em thương lượng và trao đổi cho bà con mình thêm nha. Để em tư vấn bà con mình kỹ và rõ hơn. Đó, đẹp lắm nha bà con, nhìn văn thôi là mình biết cảm nhận rồi nha. Đó, văn rất là đẹp, văn mặt trước mặt sau luôn là khỏi chê. Thì cái hàng cẩm lai là bà con mình biết rồi, thường người ta để mộc mạc, văn là tự nhiên chứ không bao giờ mà người ta làm BU hay là vật ni cho nó đậm đà, nó bị mất đi cái màu cẩm của nó thì nó không còn đẹp, không còn giá trị nữa. Đó, mình xem mặt lưng thôi, thấy đường văn thôi là rất là quyết nha bà con. Bốn cái ghế đơn đều như nhau như thế nha. Đó, bốn cái ghế đơn đều to dày dặn và chắc chắn cứng cáp như thế hết trơn nha bà con. Đó, lòng tích tình tịch luôn. Còn đôn này nè, đôn này thì mỗi cái chiều cao của đôn em đo là 53 nha. Chiều dài mặt đôn này lên tới là 57 nè. Chiều ngang mặt đôn là 40. Mấy cái dìm đôn này dày là gần 3 phân. Nó tầm 3 phân phủ bì nha. Dìm đôn, dìm bàn, dìm ghế rồi á. Mấy cái dìm á, còn tấm giữa là một tấm không nào bà con mình thấy. Rất là đẹp. Đó, bà con mình ở gần khu vực miền Tây Nam Bộ có thể đến cửa hàng chúng em để mình xem tham khảo và tham quan giao lưu nha. Để mình sưu tầm hoặc là mình lựa chọn những tác phẩm bà con mình muốn cần sở hữu. Đó. Cũng như bên em thì còn nhiều loại sản phẩm khác như đồ gỗ, các loại đồ gốm, đồ đồng, đồ nè. Đó, cũng như là những mặt hàng cẳng ốc xưa cũ nha. Đó, hàng cổ cũng có mà hàng ít cổ thì ít thôi. Đó.
mình có nhã ý thì mình cứ đến trực tiếp cửa hàng, hoặc mình ở xa đến không được thì kết bạn điện thoại Zalo, em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con mình xem nha. Khá là quyết, khá là đẹp luôn nha bà con. Đôn này thì một cặp như nhau, nó vào băng ghế dài này của nó nè, bà con mình thấy không? Đó, ngồi là thoải mái, nhìn rất là đẹp luôn, nó đẳng cấp, mang cái giá trị thời gian 5 tháng luôn nha. Cái này thì em còn nguyên màu gỗ đó, mình có nhu cầu thì em cho thợ xì ba đánh bóng lại cho bà con của mình để mình về mình xài và ok luôn nha. Với cái chiều dài của cái băng ghế này lên tới 1m87 luôn nha bà con, 1m87, sâu ghe em đo lọt lòng là 51 nha. Còn chiều cao này của nó cũng là 114 luôn đó, chiều cao này nè đó, chạm đục là cái kiểu quốc đào nha, còn bên dưới cẳng là tứ quý đó bà con mình xem. Cây là già đanh luôn nha bà con, lỗi gỗ nhìn là mình biết rồi, rất là già đó. Thành này thì nó dày đó, dày cũng 60 phân trở lên nha. Cứng cáp liền lạc, làm tích liền lạc, mấy cái phần đường lưng này tìm một lá hết đó. Bà con mình nghe không rõ xem không kỹ liên hệ kết nối điện thoại Zalo giúp em nha. Kết bạn nghe Zalo để em trao đổi và em hướng dẫn tư vấn cho bà con mình xem kỹ và rõ hơn nha. Đó, hàng là lành lặn liền lạc nha, quăng gỗ tự nhiên 100% hết nha. Đó, khá là VIP và cao cấp nha bà con. Đó, bộ này thì nói chung hàng xưa cũ thôi, chưa có vệ sinh lần rồi thôi. Đó, nhưng mà không có lỗi lầm chỗ nào hết, không có bị co nhót hay nứt xé gì nữa nha. Vì hàng này đã làm theo cái qua cái một cái thời gian, nó đã trải qua một cái thời gian vài chục năm rồi. Mình dài xài thì yên tâm. Đó, em bao phí ship, bao xì ba, bao đánh bóng mình và bảo hành cho bà con mình là không một mối, từ 5 năm đến 10 năm, thậm chí có thể xài nguyên trọng đời. Em bao cho mình luôn nha, bảo hành cho mình yên tâm. Đó, 8 món nha bà con. Bộ này em giao lưu với bà con mình nha, có giá là 120 triệu. Đó, 120 triệu em bao cú ship mình trên mọi miền tổ quốc, bao xì ba và bao đánh bóng lại luôn nha. Mình ở gần khu vực miền Tây thì em có thể thương lượng, em giảm cho bà con mình tí xíu nha. Nếu gần khu vực chúng em bớt cho bà con mình chút xíu. Ở xa quá thì em không bớt được nha, xa quá ship đi thì phí nó cao. Bà con mình lưu ý giúp em nha. Mấy cái bộ này mình vào mấy cái shop, mấy cái salon lớn nè, không bao giờ gớt giá, hàng từ 200, 180, 200 trở lên. Mình lưu ý cột 10 nha bà con, hàng mà hàng gần đây bây giờ đó nha, giá trị rất là cao nha. Đó, bà con mình lưu ý. Đó, bà con mình xem không rõ nghe không kỹ, cần những sản phẩm tác phẩm nào cứ liên hệ giúp em để em tư vấn và hỗ trợ cho bà con mình nha. Đến với mã số 2 nè, em có một cái chiếc bình khá là đẹp luôn. Hàng này là hàng Tàu xuất Âu nha, nhưng mà hàng này chỉ có là bên châu Âu nó trưng bày sử dụng thôi, Việt Nam mình hết thì hiếm lắm. Em về được có mấy cái em giao lưu hết rồi, em còn một hai cái thôi. Tất cả mắt cái phần chân trưng bày ngoài chân nè, miệng đầu nè, con chim rồi nè, đều bằng đồng hết nha. Tích chim hoa nó bằng đồng hết luôn nha bà con. Đó, chiều cao tổng em đo 42, miệng đường kính là 13, hoành bụng tổng thì lên tới là 66. Đấy bà con mình xem nha, mấy cái đường hoa văn quả tiết qua lá tây nè. Đó, màu men khí hồng rất là đẹp. Đây, đế bằng đồng. À, mộc chuyện bà con mình xem nha. Mộc là mộc vừa mộc nổi, vừa mộc sáp, vừa mộc giấy luôn. Đó, vừa mộc và trong gốm luôn nha. Quan trọng là mấy cái mộc đó nha bà con, mấy hàng giá trị nha. Lưu ý giúp em nha. Đó, tất cả đều bằng đồng hết trơn nha, đồng thật 100%. Em giao lưu với bà con mình chiếc bình này giá 12 triệu, em bao phí ship mình toàn quốc. Hàng này là hàng hiếm, hàng ít có, khó tìm nha, lưu ý giúp em. Những cái hàng đó đều là đi mà châu Âu với hàng Anh rồi không đó nha bà con. Thôi, đến với mã số 3 nè, số 3H, một cái đĩa gồng rất là đẹp luôn, cửu long nha bà con. Đĩa này là bằng đồng lắc cây bạc nha, hàng này là hàng xưa quý hiếm luôn nha. Mình cứ nghiên cứu và tư duy đi, dòng đĩa này, cái đĩa này duy nhất có một cái mình kiếm thêm nữa cũng rất là hiếm. Đường kính cái đĩa này nè thì em đo nó lên tới khoảng là 12, cao này khoảng 4 phân nha. Đó, đây, đúc nổi nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp, đồng lắc cây bạc. À, đế nè, mọc nổi luôn. Đó, đế mọc nổi, cái đĩa này nếu mà âm thanh gõ lên là nó vang chứ lắm vang, tại em không có cái gõ ở đây. Em gõ cho bà con mình nghe. Mình có nhu cầu giao lưu rồi mà em quay cái clip gõ bà con mình nghe âm thanh vang như chuông đồng luôn nha. Cửu long, em giao lưu với bà con mình cái đĩa này là 1.800.000 nha, bao chuẩn hàng xưa cổ luôn á, lâu đời lắm nha bà con. Mã số 4 là em có một cặp ché. À, một cặp ché tàu nè, hàng này là hàng dớt biển nha. Đó, bà con mình xem nha, nó còn đóng mấy con mà san hô á bà con. Chiều cao tổng em đo là 16 thôi. Cái hoành bụng như thế này của nó lên tới là 23. Già đồ lắm, gớm khang hy, gớm tàu xưa á bà con nè. Đặc biệt có cái lành lặn liền lạc không lỗi lầm nha. Được một cặp tuy nó nhỏ nhưng mà tuổi đời nó già. Cái đế mọc nè, đó, nó nhỏ nhưng mà nó không có to, nhưng mà nó già đồ dữ lắm nha bà con, lưu ý. Đôi này em giao lưu mình là giá 1.200.000, 1.200.000 nha một cặp. Và mã tiếp theo, một cặp nhạo, một cặp nhạo khá là đẹp, vẽ cái tích kỳ lân, hàng này cũng là hàng dớt biển luôn. Hàng này mình nhìn nước men trắng xanh của nó là mình biết đậm đà bản sắc rồi. Đó, là hàng cao cấp đẹp nha. Chiều cao tổng em đo 29 nè.
cái hoành cổ trên 7 phân thôi, nhỏ là nha, hoành cổ nhỏ, hoành bụng thì tới 41. Đó, đây miệng nhỏ bụng to, vẽ cái tích kỳ lân nha, rất là đẹp. Còn mấy cái này là mấy con san hô nó còn đóng này nha bà con, chôn đế nè. Cái mọc nó cũng đẹp, cổ điển luôn nha, mọc đẹp quýp luôn cho bà con mình xem quan trọng. Đó, một cặp này là hàng cao cấp đẹp nha bà con, hàng giá trị của tàu xưa nha. Em giao lưu một đôi này cho bà con mình là 3,5 triệu, 3,500,000 đồng. Về mình cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em. Số 6 là một cái chiếc nhạo nữa nha, cái tích là bà con mình xem. Đó, một cây tùng, đó, và một cái cây mai rất là đẹp luôn. Đây, và hoa, những cái hoa mà phù dung nè, trên này là những cái san hô đóng nha bà con. Đó, với tổng cái chiều cao em đo 26, miệng đường kính 4 phân thôi. Hoành bụng như thế này là 41 nha. Đó, bà con mình xem và kiểm tra hàng, cái đường men nước mực người ta vẽ đậm đà lắm nha bà con, quả tiết lắm nha. Lưu ý, hàng này nói chung á, hàng tàu nhưng mà người ta dứt biển cũng đôi 3 năm 30 năm trở lên hết rồi, 5-70 năm. À, chôn đế bà con mình xem nè. Bây giờ mấy cái hàng dứt biển này xưa em sưu tầm thì cũng có số, nhưng mà bây giờ hiếm lắm nha, ít lắm, vì bên tàu hôm qua họ sưu tầm hết, nếu mà có bao nhiêu họ lấy hết bao nhiêu, nên bây giờ nó là khan hiếm luôn, bây giờ tìm không nhiều cũng không có luôn nha. Cái này em giao luôn mình là 2,8 triệu cho một chiếc này nha, 2,8 triệu. Em bao cái ship cho mình và mình về mình kiểm tra, mình khui ra mình kiểm tra giúp em nha. Đúng hàng tàu xưa, đúng hàng vẽ tay mình nhận giúp em nha. Ở mã số 7 là một cặp nhạo cao 26, miệng đường kính 4 phân. Hoành bụng này của nó là 40, vẽ cái tích rồng nha. Được cái này thì bọc đồng hết luôn nè. Đó, bà con mình xem bọc đồng đế và miệng chôn đế mọc 4 chữ tàu, rất là đẹp. Đôi này em giao lưu mình là 2,8 triệu một cặp, 2,8 triệu một cặp nha. Đó. Mã số 8 là một cái chiếc bình xưa nha bà con, cũng của tàu luôn nha. À, cái tích là phúc lộc thọ gì nào bà con mình xem, quay này quay đồng mới em gắn vào, còn bình là bình xưa của tàu. Chiều cao tổng em đo 18, bụng thì nó lên tới là 50. Đó, không nứt bể chỗ nào, lành lặn liền lạc nha, hàng lành tích không nứt mẻ tóc gió luôn. À, bà con mình thấy rõ không, chôn đế mọc 6 chữ nè, lành tích lành tịch. Chiếc bình này em giao lưu mình 1,8 triệu, 1,8 triệu nha. Một cái chiếc bình xưa cổ điển nữa nè bà con mình thấy, gồng hút nước, gồng hút lọc nha. Ở gồng hút lọc cái này gốm chu đậu xưa cổ á. Chiều cao tổng em đo là 28 nè. Hoành bụng này thì nó lên tới khoảng là 49. Đây, bà con mình xem già chát đồ luôn nha bà con. Bao hành hàng già đồ sâu tuổi nha. Giá em giao lưu cái này cho bà con mình là 900.000, 900.000 đồng thôi nha. Rồi mã tiếp theo, một cái bình là quả đầu tiên siêu to khổng lồ luôn, mang thì quả biến nha. Ở tích là con dơi nè. Ở dơi ngậm thọ bà con xem đẹp lắm. Với chiều cao tổng em đo 40, bình có cái chiều dài 53 lần nha. Bình này là siêu lớn nha bà con, khoảng 10 lít nước luôn á. Hoành bụng tổng là 99, lành lặn liền lạc không nứt bể chỗ nào. Đây chôn đế nè bà con mình xem giúp em. Đó, sâu lắm nè, chôn đế sâu lắm. Đó, sâu tuổi già đồ lắm, siêu to. Lỗ nhỏ để góc nước trên đây nè. Đó, kiểu dáng thì gan quả đầu tiên luôn bà con mình thấy không? To là khủng khiếp, nặng lắm. Bình này em giao lưu mình là giá 2 triệu nha, 2 triệu đồng nha. Đó, tuổi đời khoảng 40-50 năm. Rồi đến với mã 11 là một cái chum tích bắt tiên đắp nổi luôn nha bà con, cũng là gốm chu đậu, cao tổng em đo là 50, miệng đường kính là 23, hoành bụng này nó lên tới là 109 nha. Hàng thì em bao mình làm tích hết, yên tâm không nứt bẻ hay tóc gió chỗ nào. Về mình cứ kiểm tra hàng, khi mà em quay lên thì em báo mình cái nào lành thì em báo lành nha, lỗi thì em báo lỗi. Đó, để về bà con mình xem kiểm tra, mà lành mà nó ra lỗi thì mình cứ liên hệ giúp em để được xử lý nha. Đó, qua quá trình vận chuyển thôi. Chiếc chum lớn này em lau luôn mình là 2,8 triệu nha, chum to nha bà con, 2,8 triệu. Mã tiếp theo là số 12, một cái bình gấm Nhật xưa rất là đẹp luôn, miệng thiết hoàng luôn nha, vẽ là bụi tre bụi trúc nhìn rất là đẹp, cao 30, miệng đường kính 14, hoành bụng này lên tới là 96 nha, gấm Nhật, miệng lành lặn nè, không đứt mẻ nè, bà con mình thấy không? Ở hàng này là hàng Nhật xưa, đây bà con mình xem nè, hoa văn vẽ nè, cây trúc, cây tre nè, dưới cây đào nè, bà con mình thấy không? Chôn đế đây, mọc chuyện đầy đủ nha bà con, đó, gấm Nhật xưa nha. Bình này em giao lưu giá là 1,7 triệu nha, 1,7 triệu đồng. Mã số 13 là một cái khay trà gỗ chắc nha, miếng giữa liền nguyên tấm, đoạn liền khối gỗ chắc nha bà con. Cái chiều dài này của nó em đo là 34 nè, chiều ngang là 22 thôi, chiều cao lên là khoảng 4 phân, tấm giữa là một tấm liền, khá là đẹp nha, lành lặn liền lạc nguyên con gỗ chắc. Đây, à, mình xem cái quăng của nó là chắc mà chắc muốn lên nu luôn đó nha bà con. Em giao lưu bà con mình cái này là 2,5 triệu, 2,500,000 đồng nha, khay gỗ chắc. Mã số tiếp theo 14, một cặp chanh là chim công, hoa phù dung nha, rất là đẹp nha, trên đậu trên cây tùng nữa nè, đó, tượng trưng thê viên mãn. Bức tranh này là gỗ chắc toàn bộ luôn nha bà con, miếng giữa liền tấm liền khói, đỏ bên ngoài cũng liền. Đó, mình xem nha, đó, tượng trưng cho gia đình hạnh phúc trăm năm nha. Ở quà cẳng này là cẳng ốc 7 màu Singapore kết hợp thân cây gỗ xưa cũng như là nghè nha, nên bức tranh này giá trị VIP cao cấp nha bà con.
Chiều cao này thì em đo lên tới là 84, 84 của mỗi tấm nha. Đó, còn chiều ngang thế này thì em đo nó lên tới là khoảng 55, độ dày khung chanh 2 phân rưỡi, miếng giữa là liền khối liền tấm, độ rộng của nó là khoảng 35, ở miếng giữa liền tấm còn chắc là 35. Khảm là khảm chìm á bà con, mà thấy không? Cảnh nhìn hồn và đẹp lắm. Đó, nhìn rất là sống động nha bà con, nhìn rất là sống động cho một bức tranh như thế này nha. Đó. Nghệ nhân người ta làm nói chung cũng tỉ mỉ tinh vi nha. Đó, nhìn mình nhìn xem mà mình cảm nhận cho em. Đó, lần lặng lầm tích hết cứ yên tâm. Bà con mình lấy một tấm lẻ em vẫn giao lưu nha, lấy một cặp thì em cũng giao lưu, một cặp thì em bớt mình chút xíu. Còn mỗi một tấm á, thì em giao lưu với bà con mình có giá là 19 triệu một tấm. Một tấm 19 triệu nha, một cặp bà con mình lấy một cặp thì em giảm chi phí chút cho bà con mình nha. Đố của nó cũng gỗ chắc hết nha, bà con mình xem mặt lưng của nó nè. Đó, đố cũng là gỗ chắc luôn, gia cố cứng cáp. Đó, một tấm 19 triệu, một cặp là 38 triệu nha. Đó, bà con mình có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo em tư vấn hỗ trợ thêm. Mã số 15 em có mà một cái ghế nè. Một cái ghế bà con mình xem, ghế đu đưa rất là đẹp nha. Có cái bàn bên dưới mình gác chân luôn nè, mà rất xa nè. Cái này mình có thể ngã tựa ra được luôn nha. Đó, bà con mình xem, để mình trung tâm về cho ông bà cao tuổi, lớn tuổi mình nằm, hoặc mình trẻ trẻ mình nằm cũng được. Nghỉ trưa này kia rồi coi phim, coi tivi rồi nha. Chiều dài nếu mà em đo thẳng thốt là khoảng 1m7 nha bà con. Còn chiều cao thì cái độ tựa như thế này của nó đây là 95. Và chiều ngang hai cái tay này phủ bì là 64. Đó, đố thành dày sau lưng là 3 phân rưỡi. Đó, gối tựa nè, nguyên con gỗ cẩm lai nha, nguyên con gỗ cẩm. Đó, khá là đẹp luôn nha bà con. Đó, cái này trên 100kg nằm bình thường em bao cho mình luôn. 100kg lên nằm bình thường thoải mái. Những cái đường quăng xếp lá của nó nè, dày dặn và cứng dữ lắm, cứng luôn nha. Đó, hai cái tay bên hông dày ra là 7 phân rưỡi nè. Chính giữa thiết kế kiểu bánh xe nhìn rất là đẹp. Nhìn thôi, nhìn kiểu dáng là cổ điển rồi. Đó, nguyên con gỗ cẩm. Đó, và cái đồ chân ở dưới để massage đó bà con. Đó, bà con mình xem lành lặn sạch sẽ lình tích nha. Đó, bên em giao lưu bao ship mình toàn quắc luôn nè. Đó, em là 70-80kg là nằm thoải mái. Đó, hai chân đẩy lên massage, hai cái bàn tay nằm rất là thoải mái nha. Sưu tầm về cho ông bà lớn tuổi mình nằm xem tivi, nằm nghỉ ngơi cũng hay nha bà con. Em giao lưu bà con mình là cái ghế đu đưa này giá là 12 triệu thôi nha. Chất liệu gỗ cẩm 12 triệu, bao cái ship cho mình toàn quắc luôn nha. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào, hẹn gặp lại ạ.